Hiếu Minh Auto xin mến chào tất cả các bác và tất cả các anh chị em yêu thanh trên mọi miền Tổ quốc nhá. Thì hôm nay là em xin thông báo hàng về. Hàng về rất là muộn thì nên em làm video trời nó tối rồi. Thì hôm nay có cái điểm là hôm nay bên Hiếu Minh về được khoảng độ 30 đôi các dòng loa bãi bác nhá, các dòng loa bãi. Thì trong đó có những dòng loa bát 40, bát 30 và bát 25. Và những dòng súp đơn 50 hàng bãi. Thì như các biết đã nói đến hàng bãi thì các bác biết là sản phẩm chính hãng đã qua sử dụng. Và nếu bác mua hàng bãi thì giá thành để mà so sánh cùng sản phẩm chính hãng đó so với hàng mới thì sẽ rẻ ra khoảng 50%. Nhưng mà cái điều mà Hiếu Minh muốn nói là những sản phẩm Hiếu Minh muốn bán hàng bãi cho các bác là những sản phẩm nguyên zin. Nguyên zin từ vỏ cho đến như em bán máy iPhone gọi là nguyên zin, từ vỏ đến ruột máy. Thì đây nó sẽ nguyên zin từ vỏ cho đến côn từ, đấy, phân tần. Thì hôm nay có nhiều mã khác nhau. Thì trong clip này em sẽ giới thiệu cho bác trước. Nói chung là vẫn chưa mở được ruột vì là trời tối rồi. Thì sau clip này em sẽ mở ruột và giới thiệu từng sản phẩm đến cho các bác. Và từ giờ Hiếu Minh nhập được rất nhiều các dòng sản phẩm bãi khác nhau với giá thành em nghĩ là rất là phải chăng. Thì trong cái clip này thì em giới thiệu đến các bác một dòng loa bãi của DK Đắt Đan Kinh. Có ý là dòng DK Đắt Đan Kinh là dòng loa bãi, là một dòng loa của thương hiệu của Anh Quốc. Thì đối với dòng loa DK Đắt Kinh, đây là dòng loa bát 25 bác nhá. Chép leo. Mã hiệu là KH10. Thì với giá thành thì em nghĩ là rất hợp lý đối với những các bác nào có nhu cầu yêu thích hàng bãi, một số sản phẩm bãi từ bát 25, bát 30 hay bát 40. Có thể liên hệ trực tiếp bên Hiếu Minh nhá. Em hôm nay về rất nhiều dòng. Nhưng mà vì là trời tối rồi em còn chưa mở ra được cho bác xem. Trong đó hôm nay có về DK, Martin, hay RCF. Thì hiện tại kênh Hiếu Minh sắp tới sẽ bán rất nhiều các sản phẩm chính hãng, từ sản phẩm mới đến sản phẩm bãi các bác nhá. Cả sản phẩm mới luôn, sản phẩm mới chính hãng đến sản phẩm bãi. Thì trong clip này em xin thông báo hàng về thì hôm nay bên về được khoảng 30 cặp thôi, không nhiều. Thì các bác nào có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp bên Hiếu Minh. Đối với dòng trước mắt trong clip này em giới thiệu là dòng DK bát 25 chép leo bác nhá, mã hiệu là KH10 chép leo. Có thể liên hệ trực tiếp bên Hiếu Minh qua số điện thoại là 0919182233 hoặc số Viettel là 0168984 0238. Thì bên em sẽ cố gắng là trong thời gian tới sẽ nhập được nhiều các sản phẩm chất lượng, ngoài các sản phẩm bãi chất lượng với giá thành hợp lý thì cũng rất nhiều các sản phẩm mới mà chính hãng để đến tận tay người tiêu dùng, với những sản phẩm ngoài loa ra vang rồi đẩy. Đó là cái gọi là bên Hiếu Minh sẽ cố gắng để phục vụ khách hàng làm sao được những sản phẩm chất lượng nhất. Đấy. Thì video của em đến đây là kết thúc và hẹn tất cả các bác ở những video tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt. Vì hàng về hơi tối thì bây giờ em sẽ là sau khi qua mở nội thất từng sản phẩm ra và quay video lên để các bác cùng chiêm ngưỡng với em nhé. Thì đây là những sản phẩm bãi. Thì như các bãi thì nó có thể là hơi bẩn tí thì bên Hiếu Minh sẽ là trước khi xuất đến tay tận khách hàng thì sẽ gọi vệ sinh rất là sạch sẽ bác ạ. Trước khi xuất đến tay các bác làm sao những sản phẩm nguyên zin và hình thức cũng phải đẹp. Đấy. Và cảm ơn tất cả các bác quan tâm video và hẹn tất cả các bác ở những video tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác ạ.